Ấp ủ thì ấp ủ phải cũng 5-6 năm. Tại sao mà nó lại lâu đến như vậy là bởi vì đã từng có hai cái bản cải lương Kiều Nguyệt Nga. Thứ nhất là cái vở Kiều Nguyệt Nga của nhà hát cải lương Thủ Vũ Trang do cố nghệ đạo diễn Lưu Chi Lăng dàn dựng là nó quá hoàn hảo. Rồi một cái bản thứ hai là một cái bản Lục Vân Tiên của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trần Minh Ngọc dàn dựng. Thì bây giờ cái chuyện mà mình muốn làm lại á, đó là một cái áp lực rất là lớn. Chuyện ngày xưa như mới vừa qua, chuyện ngày ấy khi ta còn mẹ, mùi hương cau thơm ngát con đường mẹ đón cha về. Đúng là phải nói là đây là vở đầu tiên mà mang hơi hướng đúng nhạc kịch 100%. Còn tất cả những cái vở trước đây chúng tôi luôn luôn làm nó mang hơi hướng của nhạc kịch thôi. Tại vì nó không có đủ tố chất để làm thành một vở nhạc kịch. Thì riêng cái vở này thì tôi muốn hoàn toàn nó trở thành một vở nhạc kịch. Cái điều quan trọng nữa là tôi muốn thay đổi các tuyến nhân vật, số phận của nhân vật. Không phải đây là một cái câu chuyện tình của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga, mà đây là một cái câu chuyện về lòng ái quốc. Trong đó tôi muốn đẩy nhân vật Kim Liên lên thành một trong ba vai chánh quan trọng của vở diễn. Dạ, tớ, con thầy đằng kia. Đây là một niềm hạnh phúc rất lớn của Khánh trong cái sự nghiệp làm nghề của mình. Lần đầu tiên đóng nhạc kịch rất là áp lực, là bởi vì đây là vở cổ trang, rồi phải thoại bằng những câu thơ nè, rồi phải hát live với ban nhạc. Toàn bộ diễn viên chúng tôi hát sống hết chứ không có hát trên cái nền nhạc playback, có nghĩa là mà cũng không phải là lip sync mà là hát sống với dàn nhạc sống luôn. Sống làm chi cho quân tả đạo, thấy lại thêm phiền nghĩa càng thêm. Khánh rất là tâm huyết với vai diễn này, cố gắng từng ngày từng chút một, có cái điều gì mà nó chưa có hoàn hảo, nó chưa có chỉnh chu thì mình trăn trở với nó. Chính vì vậy mỗi lần mình lên sàn tập thì đó là những lúc mà mình thăng hoa. Bọn cậu trẻ cướp nước các ngươi đừng hòng có cơ hội chạm vào mỹ nhân cặp vàng lá ngọc của nước Nam ta. Vở diễn là một cái công sức của rất nhiều người, cả một tập thể, thì mình thấy là mình phải cố gắng hết sức. Toàn những cô chú lớn, toàn là kỳ cụ không à. Anh chị cũng là anh chị lớn không. Áp lực lắm, rất là áp lực đối với Cường. Không biết nói gì hơn là chị biết là mình sẽ cố gắng hết sức. Về nhà mà nằm ngủ cũng phải học thơ nữa. Chỉ có hai bài hát thôi, nhưng mà Trang suốt ngày ở nhà cứ nhẩm tới nhẩm lui, nhẩm đi nhẩm lại và thuộc cả lời bài hát của anh Lương Thế Thành cũng như là anh Hữu Châu diễn chung cái trường đoạn với mình. Và đây là trái ngọt của cả một tập thể sau những cái quá trình mà lao động vất vả. Sân khấu kịch Idicap đã tròn 20 tuổi. Ngoài những vở kịch giải trí đơn thuần thì nó còn có những cái sản phẩm nghệ thuật khác như là Bí Mật Vườn Lệ Chi, Vua Thánh Triều Lê, Ngàn Năm Lịch Sử vân vân. Chúng tôi đã từng có như vậy. Thì chúng tôi luôn luôn muốn nuôi lại cái tình cảm mà quý vị khán giả luôn luôn dành trọn cho mình. Người phụ nữ nước ta. Vở nhạc kịch Tiên Nga phỏng theo truyện thơ của Thi Hào, Nguyễn Đình Chiểu sẽ chính thức công diễn vào ngày 14 tháng 12. Rất hy vọng quý vị và các bạn cùng ủng hộ và đón nhận vở diễn.